Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phim truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tuần từ mùng 7 đến 13 tháng 3 năm 2016. Thật là có lỗi với ông. Bọn này chỉ quen dao búa. Nhưng ông yên tâm, một sợi tóc của tài xế riêng ông cũng được bảo hiểm, vì ông là người quyết định sinh mạng của chúng tôi mà. Thẩm phán Đức Nhã thanh liêm chính trực, với những vụ xét xử nổi tiếng nên được xã hội rất mực nể trọng. Trong vụ án cuối cùng của cuộc đời làm thẩm phán, ông đã tuyên án bị cáo Phan Tâm lãnh mức tù chung thân. Ông cảm thấy day dứt một điều gì đó, nhưng đã chọn cách lặng im. Ông quyết định từ chức và lui về ở ẩn. Con rể mình là một nhân vật quan trọng của thế giới ngầm. Đau đớn nhất là tôi biết mình đã tạo ra một nỗi oan nghiệt. Thật, tao muốn mày mang những gì mày biết xuống gặp Long Dương. Cũng từ đó, những cuộc giết người bị đầu mối nối tiếp diễn ra. Cảnh sát vào cuộc truy tìm các manh mối của vụ án như thế nào? Kết quả điều tra về nhân vật này. Các tập tiếp theo của bộ phim Con gái vị thẩm phán phát sóng lúc 12:05 hàng ngày. Mời quý khán giả đón xem. Sinh năm 1975, thì có mặt trong công ty Hai Bạch từ những cơn sốt đất ở những dự án đầu tiên. Lee Jae-in học giỏi, thông minh, còn Kim Sun-woo lại là học sinh cá biệt, nhưng cả hai đều là bạn thân của nhau. Jae-in đã làm cho Sun-woo thay đổi, anh trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ, quyết tâm thành đạt trong cuộc sống. Biến cố xảy ra với gia đình Kim Sun-woo, cha của anh qua đời một cách bí ẩn. Trong quá trình điều tra cái chết của cha mình, Sun-woo bị tai nạn và bị mù. Nhưng anh không chấp nhận buông xuôi, quyết tìm cho ra chân tướng của sự việc. Liệu sự thật có được phơi bày? Mời quý vị tìm câu trả lời trong 29 tập bộ phim Tâm lý tình cảm xã hội Hàn Quốc, Thủ oán và tình thân phát sóng lúc 13:30 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2016. Đất nước Kusanoo bị rối loạn sau sự phản bội của hoàng thân công xã. Sau lần bị ám sát hụt, nhà vua Wisanu lo sợ cho sự an nguy của công chúa Napat Saraudi nên không cho cô trở về nước mà lưu lại ở Thái Lan với một thân phận khác. Cuối cùng là sao đây? Để ép nhà vua thoái vị, hoàng thân cấu kết với tướng Sarathun bắt cóc công chúa. Đừng kéo người khác vào chuyện chúng ta nữa. Mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Thái Lan Công chúa và vệ sĩ phát sóng 18 giờ từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3 năm 2016. Cô nói bất ổn. Cô nói bất ổn. Cô có sao không? Có đau chỗ nào không? Kết quả khám nghiệm cho thấy Ju Sun-woo đã chết trước khi từ tầng 19 rơi xuống, vì ông ta đã ngạt thở vì bị bóp cổ từ trước đó. Tài năng như nhau nhưng lại là những hình ảnh đối lập, bởi bác sĩ Yoon Ji-hoon xử lý công việc theo trách nhiệm và công lý, còn bác sĩ Lee Myung-han lại dùng công việc phục vụ cho mục tiêu quyền lực và tham vọng của mình. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo bộ phim Hàn Quốc Manh mối cuối cùng vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3 năm 2016. Tôi tin rằng anh đã đúng. Kết quả khám nghiệm tử thi của tôi không hề sai. Tôi đã đoán buổi hội thẩm sẽ diễn ra thế này. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo bộ phim Tâm lý tình cảm Hàn Quốc Tình yêu cùng tuổi vào lúc 22 giờ các ngày từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3 năm 2016. Chan No quá mệt vì chơi quá nhiều nãy giờ rồi đó. Hôm nay Chan No chính là người vui nhất đó. Hôn chưa do? Dạ, sao cô biết? Ngay giữa đất trời sống núi uy linh, chấm muốn khai chiều hành lễ mục công luận tội. Mời quý khán giả đón xem vở Cái Lương Tình sử Trần Thái Tông Hoàng đế do VTV Phú Yên thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2016 trong trình sân khấu của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Của quan lại thân vương, hắn bây giờ họ đã vô cùng hối hận.
hãy để cho họ tự vấn lương tâm mà đoái công chuộc tội. Còn những việc thái sư và chấm đã làm, con dân nước Việt đã rộng lòng tha thứ không chấp nhận, để cùng nhau làm nên chiến thắng vinh quang cho sáng ngời nước Đại Việt muôn đời. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.